Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân Hôm nay em về ấp Mỹ Phú, xã Sông Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1 m 2 Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị nắm thông tin rõ hơn ha À ghẻ trái là di chuyển ra đường à, Lậu Me và tỉnh lộ 876 à khoảng là 1 km. Và con đường bên đây thì cũng liên thông ra đường à, nhựa Lậu Me à, khoảng là 500 m thôi. Và con đường này rộng à, khoảng là 2 m. Anh chị chỉ di chuyển đường xe gắn máy hoặc là xe ba gác à, ô tô thì anh chị à, di chuyển vào đây à, chưa có được. À, diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị á, à, Ngang là 15 mét và có chiều dài là 80 à, Trên thửa đất này à, thì có một căn nhà cấp 4 Và một cái vườn à, cây ăn cháy à, Rất là đẹp luôn nha anh chị à, Xung quanh đất thì có gào à, B40 hết rồi à, Anh chị có mua thì cũng yên tâm về vấn đề là ganh giới nha à, Đất này thì có một cái đặc biệt nha anh chị À, đất vị trí à, có 3 mặt tiền. À, bên hông thì à, có một cái mặt tiền à, đất xanh. À, công cộng khoảng là 2 m và cũng liên thông ra đường huyện à, Lộ 35 à khoảng là 1 km. À, trên đất thì à, gia chủ đang à, trồng dừa nè, à, bưởi, à sữa, à su đủ. À, mới giới thiệu à, sơ sơ thôi. Em thấy rất là thích luôn đó anh chị. Ở đây thì à, có điện nước, à wifi À, có đầy đủ và khu dân cư nhà cửa ở à, rất là đông đúc à, rất là thích hợp cho anh chị à, mua để nghỉ dưỡng hoặc là làm vườn à, trồng cây ăn trái và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ trường học ủy ban à, ngân hàng anh chị cách khoảng là 2 km thôi nha à, căn nhà này thì hiện có một phòng khách à, hai phòng ngủ và một nhà bếp à, phía dưới nữa là một nhà vệ sinh đây là cái không gian ở phía trước nha anh chị à, phía trước thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế em thấy rất là rộng rãi và thoáng mát luôn à, một vườn trái cây à, nhiều loại cây ăn trái về thì anh chị khỏi trồng luôn nha đây là cái không gian ở phía trước nha anh chị à, gia chủ làm một cái máy tiền chế à, che ra phía trước em thấy rất là rộng rãi và thoáng mát luôn À, bên hông thì gia chủ có cắm trụ chưa có gào b 40 mươi à, về thì anh chị làm một mặt thôi à, ba mặt thì đã làm rồi nha à, dưới nền thì gia chủ đã lót gạch hết rồi à, anh chị mình cũng yên tâm ha à, điện nước wi-fi thì gia chủ sẽ để lại cho anh chị và những đồ trang trí nội thất thì gia chủ sẽ lấy đi nha em cũng xin cập nhật thông tin À, giá bán chính chủ luôn à, Hiện gia chủ đang kêu bán à, với giá là 1 tỷ rưỡi à, Giá này à, chỉ thương lượng giấy tờ thôi nha anh chị à, Còn đây là cái không gian ở phòng khách nè à, Bên hông thì gia chủ đều thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài Để anh chị lấy ánh sáng ha à, Cho nó thoáng mát luôn à, Nhìn căn phòng khách này em thấy rất là đẹp luôn á À, để em à, di chuyển ra à, phía trước à, hành lang à, cho anh chị mình xem à, rồi em à, sẽ di chuyển à, qua bên ngoài à, cho anh chị mình à, nắm à, thông tin rõ hơn ha ở đây thì à, xe cộ thì anh chị có thể đậu phía trước á đây thì có gào sẵn rồi về thì anh chị làm một mặt thôi à, căn nhà này thì hiện tại à, đang quay về hướng nam nha anh chị Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em à, sẽ có nhân viên để à, dẫn cho anh chị và cụ chú à, trực tiếp xem căn nhà vườn này và anh chị gặp chính chủ, anh chị à, trao đổi luôn nha. À, còn bên đây là khu vực à, hành lang nha anh chị. À, để em ai à, di chuyển ra à, phía sau à, cho anh chị mình nắm luôn à, ở phía sau thì à, hiện tại à, có hai phòng ngủ và một nhà bếp à, bên à, tay trái thì có một nhà vệ sinh nữa nha à, căn nhà này thì à, gia chủ à, chưa có đóng lao phòng nha anh chị về thì anh chị có thể đóng lao phòng và tu à, sửa lại thêm à, ở phía dưới thì anh chị khỏi sửa luôn à, về thì anh chị à, chỉ đóng lao phòng thôi À, ở đây là cái khu vực à, hai phòng ngủ nè à, gia chủ cũng khóa cửa rồi à, nên em cũng không mở cửa à, cho anh chị mình xem được à, mong anh chị mình thông cảm nha à, còn bên đây là cái không gian nhà bếp nha anh chị ở nhà bếp mình thì gia chủ á, làm cũng rất là kiên cố và rất là sạch sẽ luôn ở à, căn nhà này thì gia chủ có nói với em chỉ làm khoảng là một năm thôi nha anh chị hiện thì gia chủ đang cũng rất là kẹt tiền nên cần bán gấp căn nhà vườn này nha đây là cái tổng quan căn nhà rồi em sẽ di chuyển ra phía sau cho anh chị mình xem đất này thì rất là sạch sẽ không có màu mã nha anh chị À, nếu anh chị ở thành phố mỹ tho à, di chuyển về đây à, khoảng là 10 km anh chị ở thành phố hồ chí minh à, di chuyển về đây à, khoảng là 80 km nha đó, căn nhà này em thấy à, rất là đẹp luôn á à, em cũng quay à, cũng rất là nhiều clip mà hôm nay em thấy à, cái căn nhà vườn này á à, em thấy rất là đẹp luôn anh chị ở xa À, có thể uh, mua về à, nghỉ dưỡng hoặc là anh chị làm vườn à, cây ăn trái em thấy à, rất là phù hợp luôn nha ở đây thì à, dùng nước ngọt quanh à, năm à, không có à, bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị à, vùng đất này á, là chuyên về à, trồng cây ăn trái như là bưởi nè à, dừa sầu riêng à, nhiều loại cây ăn trái khác anh chị à, có thể đều trồng được luôn nha À, ngay cái tay em chị anh chị á là ngay chỗ à, dắp ganh à, giới của gia chủ cầm rồi à, về thì anh chị cũng yên tâm về vấn đề là ganh giới nha à, Trên đất thì à, gia chủ đang à, trồng dừa và bưởi da xanh à, phía sau nữa thì à, gia chủ có à, trồng mấy cây vú sữa và mấy à, cây su đủ nữa nha anh chị và có một cái ao cá à, rất là nhiều luôn hiện à, gia chủ đang à, nuôi cá trê nè, cá cha, cá điêu hồng rất là nhiều chút xíu nữa em sẽ di chuyển ra phía sau cho anh chị mình xem ở đây thì gia chủ trồng dừa cũng khoảng là mấy chục cây nha anh chị và cũng đang hưởng quy lợi về thì anh chị có thể chăm sóc thêm và có một cái vườn cây ăn trái có sẵn luôn Đó, đây là cái đìa cá nè anh chị Đó đây là cái không gian ở phía sau của mình nè. Đất này thì rất là sạch sẽ, không có màu mã nha. Anh chị cũng yên tâm ha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ rưỡi nha anh chị. Mọi ý kiến thắc mắc thì anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho anh chị nha. Và căn nhà này thì cũng đang quay về hướng Nam nha anh chị. Nếu anh chị có phù hợp về cái hướng Nam thì anh chị có thể mua cái nhà phường này á để nghỉ dưỡng. Em thấy là tuyệt vời luôn. vườn cây ăn cháy thì rất là xanh tốt luôn đó anh chị. Dừa thì có sẵn, bưởi thì cũng chuẩn bị là hưởng quay lại luôn. bên em thì cũng có nhận à, ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế à, xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị săn lắp mặt bằng à, xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu à, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang à, sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha à, để em à, di chuyển phía sau à, em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm luôn nha à, phía sau thì cũng có hàng gào rồi à. À, bên hông thì cũng có hàng gào luôn nha anh chị à, phía sau thì à, có một cái mặt tiền à, bê tông khoảng là 1 mét nữa à, thửa đất này thì à, có ba mặt tiền hai mặt tiền bê tông và một à, mặt tiền đá xanh à, cái vị trí này thì em thấy à, rất là đẹp luôn á rất là phù hợp cho anh chị à, mua để về à, nghỉ dưỡng ở đây nha rồi em đã di chuyển à, ra tới phía sau à, cho anh chị mình nắm luôn ha phía sau thì có một cái mặt tiền à, bê tông khoảng là một mét nữa nha anh chị à, gia chủ thì cũng có cặm ganh giới rồi à, anh chị cũng à, yên tâm về vấn đề là ganh giới nha à, trên đất thì gia chủ đang trồng dừa à, su đủ vú à, sữa à, bưởi à, rất là nhiều loại ăn trái và bên hông thì gia chủ có trồng một cái hàng dừa à, rất là lớn rồi à, dừa này thì cũng khoảng là 10 à, đến 15 năm nha anh chị À, cuối video à, em cũng xin chân thành à, cảm ơn à, quý anh chị à, bỏ chút ít thời gian à, xem video của em à, nhớ ủng hộ em một lượt like một lượt đăng ký một lượt chia sẻ sẽ là động lực à, giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn à, cảm ơn à, quý anh chị đã theo dõi video hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần à, video tiếp theo nha